Đó em Trang, em mới trả lời thay em cái câu hỏi mà các bác hỏi em là tại sao nhịn 4 ngày không uống nước mà vẫn chịu được á. Đó em Trang đã trả lời thay em nhé. Ăn đúng cách không hề khát nước chị ạ. À. Đó, giống như ăn sắn dây cũng vậy, cả ngày không khát nhưng em ăn thêm một bữa bình thường là khát nước ngay. Đúng rồi, tức là trong cái thời gian mà mình áp dụng cái phương pháp mà mình ăn thải độc bằng sắn dây với nước tương tamari hoặc là ăn cơm lức này cũng vậy thôi ạ. À. Khi mình áp dụng nhai đúng. Ví dụ như là ăn cơm lức thì là nhai đúng một miếng trên 30 phút mới được nuốt, tức là mình cứ nhai từng hạt cơm một, khi nào nó nát nhuyễn hết ra thành nước và nhai cái nước đó ngọt thì mới được nuốt thì sẽ không khát nước nha. Em là 4 ngày liên tục em không uống một giọt nước nào nha. Sang ngày thứ năm thì sang ngày thứ năm đến ngày hôm nay là ngày thứ sáu đúng không, em không hề khát nước, không đói, không khát, không mệt luôn ấy. Tức là từ ngày thứ năm trở đi thì cơ thể nó giống như trạng thái lúc mà mình ăn sắn dây với nước tương ạ. Ăn sắn dây nước tương thì 4 ngày đầu cũng hơi mệt, hơi đói, hơi khát, nhưng mà từ ngày thứ năm trở đi thì nó không còn trạng thái đói khát mệt nữa và đầu óc rất tỉnh táo, rất là hay. Nó ở chỗ đấy, đấy. Và cái mọi cái triệu chứng khi bạn ăn gạo lứt với ăn sắn dây nó giống như nhau, nhưng mà cơ thể của em lần này thì nó rất là nhẹ nhàng, tại vì là trong cơ thể em nó đã sạch bệnh rồi nên mọi cái triệu chứng nó diễn ra rất là nhẹ nhẹ êm và không có cái biểu hiện gì nhiều giống như mà khi em ăn sắn dây. Khi mà em ăn sắn dây thì là lúc đấy cơ thể rất là nhiều bệnh nên là rất là mệt mỏi, và cũng đến ngày thứ năm thì rất là khỏe, không mệt, không đói, không khát. Thì cái lúc mà mình ăn cơm lức cũng y như vậy luôn ạ. Cái gì cũng vậy, mình phải làm đúng, thực hiện đúng thì nó sẽ rất là chuẩn nhé. Còn ví dụ như mình làm không đúng thì nó khó lắm, khó lắm. Ví dụ như cứ nửa nọ nửa kia, ví dụ như hôm nay ăn xong là đến ngày mai cảm thấy là khó chịu quá, gặp quả nhãn quả vải hay gì là mình ăn vào các thứ, hoặc là mình khát nước mình uống vào là coi như phá tan luôn á. Ăn cơm lúc mà không đúng thì rất là khát nước, khô cổ, xót ruột luôn đấy cả nhà. Nên là việc gì nó cũng có cái sự cần phải có một cái sự kiên trì tương đối cả nhà thì nó mới đạt được kết quả cao. Thì hôm nay là bước sang ngày thứ sáu, bước sang ngày thứ sáu thì cái số cân nặng của em nó cũng giảm hơn 3 kg. Nó cũng giống như khi mà mình ăn sắn dây nước tương, mặc dù lúc chưa ăn em cũng là ốm nha, 45 kg rưỡi. Mà hôm nay nhà muốn được cơ thể sạch sẽ và cơ thể cân bằng sạch bệnh ấy, thì mình hãy cố gắng lên nhé, hãy cố gắng lên và trước khi làm cái gì mình cũng nên tìm hiểu kỹ nha, những cái sản phẩm mà mình chuẩn bị dùng hoặc là mình áp dụng á, để cho nó có một cái kiến thức thật là vững vàng thì mình nên áp dụng nhé. Đừng có nghe kiểu là em chia sẻ một video một mà cả nhà lên áp dụng làm ngay, nhiều khi nó không đúng thì làm sẽ sai, không đạt kết quả. Mình có thể theo dõi từ những cái video đầu tiên của em đó để biết được là quá trình ăn nó như thế nào, để mình biết cách mình áp dụng cho nó đúng, hoặc là mình tham khảo thêm những cái video khác của thầy Tuệ Hải chỉ ấy, rất là kỹ, rất là rõ ràng về phương pháp ăn thực dưỡng Osawa dưỡng sinh như thế nào cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nhé.